Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Đến hè lại lên, chúng ta lại có trailer mới của Pokemon Scarlet và Violet. Nên tất nhiên là sẽ có cực kỳ nhiều những update mới. Nào là Pokemon mới, cơ chế mới, team phản diện các kiểu. Cụ thể là chúng ta có những chi tiết mới gì được bổ sung thêm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video tổng hợp những update quan trọng trong Pokemon Scarlet và Violet nhé. Pokemon mới, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về Pokemon mới trước đi. Trong trailer này đã có 3 Pokemon mới được giới thiệu thêm. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về con cua Kla trước đi. Cũng là cua nhưng mà nó lạ lắm. Vì đáng ra cua là phải đi ngang đúng không? Vì cái cấu tạo cơ thể của nó không cho phép nó đi thẳng như những loài khác. Nhưng con cua Kla này nó đi thẳng các bạn à, nhìn nó ảo lắm. Kla là Pokemon hệ đá thuộc chủng loại Pokemon phục kích. Nó cao 1,5m và nặng 79,1kg với hai ability là Anger Seal và Seal Armor. Cái ability Anger Seal này là ability mới này, không biết có phải hàng độc quyền của con cua này không. AB có tác dụng khi HP của Kla giảm xuống một nửa hoặc ít hơn, Pokemon sẽ nổi giận. Điều này làm giảm Def và FP Def của Pokemon, nhưng toàn bộ những chỉ số tấn công như Attack, SP Attack và tốc độ đều được gia tăng. Nghe cũng khá ghê, như pha giáp phiên bản ability vậy. Tiếp theo, chúng ta có cái gì đấy? Mega Man. Đúng, Mega Man không gắn bộ. Hôm qua lúc xem trailer, tôi còn tưởng là người ta đang mặc bộ suit mới, ai ngờ là Pokemon. Hai Pokemon mới này là Cerulean và Amaru. Thiệt chứ hai bọn này nhìn ngầu thực sự, như chúng nó đang mặc suit chiến đấu vậy. Amaru là Pokemon mang song hệ lửa và siêu linh. Nó thuộc chủng loại Pokemon chiến binh lửa. Nó cao 1,4m và nặng 85,1kg với ability là Flash Fire. Đây là Pokemon độc quyền chỉ có trong Scarlet. Nếu bạn chơi Violet mà muốn sở hữu thì chỉ có cách là trao đổi với những trainer khác. Amaru có một chiêu thức độc quyền, đó là Armor Cannon. Đây là một chiêu thức gây sát thương phép của hệ lửa, nên tỷ lệ Amaru chơi theo kiểu AP là rất cao. Chiêu thức này có hiệu ứng là giảm Def và SP Def của Pokemon sử dụng, nên rất có thể mức năng lượng của chiêu thức rất cao để xứng đáng với cái giá Pokemon phải bỏ ra. Cuối cùng, chúng ta có Cerulean, Pokemon độc quyền trong Violet. Nó mang sóng hệ lửa và ma, thuộc chủng loại Pokemon đao lửa. Nó cao 1,82m và nặng 62,1kg. Với đặc tính cũng là Flash Fire, nhìn Pokemon này ngầu thực sự. Sau này chắc tôi cũng phải cố mà kiếm lấy một em. Cerulean cũng có một chiêu thức độc quyền, đó là Bitter Blade, một chiêu thức vật lý dạng kiếm, nên tỷ lệ Cerulean chơi theo kiểu AD là rất cao. Bitter Blade gây sát thương và sẽ hồi HP bằng với 50% lượng sát thương gây ra. Đây có lẽ sẽ là một chiêu thức thú vị. Nhìn qua thì các bạn cũng có thể dễ dàng thấy được hai Pokemon mới, Cerulean và Amaru, được tạo ra dựa trên cái gì rồi nhỉ? Mấy ông game freak không biết là có mượn ý tưởng hay đánh cắp thiết kế của người ta đây. Hôm trước, con Miraidon đã dạo nhái trắng trợn Aurelion Sol rồi. Cùng đón xem tương lai nào đang chờ phía trước nhé. Team phản diện mới, ở mọi bản game chúng ta sẽ luôn phải đối đầu với một cái team phản diện. Và ở Paldia này chúng ta có team Star. Team Star được thành lập bởi những học sinh nổi loạn nhất của trường và được tạo thành từ một số đội hình. Mỗi đội được dẫn dắt bởi một tổ trưởng và có căn cứ của riêng mình rải rác khắp khu vực Paldia. Những kẻ nổi loạn này gây rắc rối cho tất cả những người xung quanh họ, khiến cho học sinh và giáo viên của học viện có một khoảng thời gian dài khó khăn. Team Star thường đi khắp nơi chọc phá lung tung. Chúng toàn dân tổ lái, cưỡi xa ly giáp và cầm phóng lợn. Nhiệm vụ của người chơi là tiến vào căn cứ của chúng và hạ chúng. Hai, có vẻ như hệ thống phản diện trong Pokemon ngày càng xuống dốc. Trước đây chúng ta có những team phản diện cực kỳ máu mặt như team Rocket, team Aqua, team Magma, team Flare, team Plasma. Mục tiêu của chúng là sử dụng Pokemon huyền thoại để thống trị thế giới. Rồi ở Alola, chúng ta có team Skull, một lũ đầu đường xó chợ, chuyên đi phá làng phá xóm. Ở Gala, lại có team Gel, được lập ra bởi một thằng cuồng em gái. Và giờ là team Star, cũng là một lũ đầu đường xó chợ khác, cũng chỉ biết phá làng phá xóm, nói chung là nát. Nhân vật mới, trong trailer mới này, chúng ta không những có Pokemon mới, mà còn có thêm cả nhân vật mới. Đầu tiên là chủ tịch của liên đoàn Pokemon, Quý Cô Gita. Vai trò của Gita cũng sẽ giống như chủ tịch râu trong Pokemon kiếm và kiếm ấy. Mà nhìn Gita này, quen quen nhỉ, hình như tôi thấy ở đâu rồi. À, thì ra là nó, thảm nào nhìn quen quen.
Gita là chủ tịch của liên đoàn Pokemon và toàn bộ các nhà thi đấu ở khu vực Paldia. Trong số các nhà vô địch ở khu vực, cô chỉ vì tối cao với tư cách là huấn luyện viên kỹ năng tốt nhất trong tất cả lại là Leon phiên bản nữ à. Mặc dù hiền lành, Gita vẫn là một người có tố chất chỉ huy. Người ta nói rằng bất cứ ai tự gọi mình là trainer Pokemon thì đều sẽ tôn trọng cô ấy. Hiện tại, có vẻ như Gita đang tìm kiếm những trainer trẻ đặc biệt có khả năng chinh phục giải Pokemon. Tiếp theo, chúng ta có Brasius, leader của nhà thi đấu thành phố Atazon, một thị trấn nổi tiếng với hoa và nghệ thuật. Anh là trainer chuyên sử dụng Pokemon hệ cỏ. Brasius coi các trận đấu Pokemon như những tác phẩm nghệ thuật và luôn tìm kiếm chất nghệ thuật. Anh sử dụng bài kiểm tra game của mình để giúp đánh giá độ nhạy cảm và thẩm mỹ của những người thách đấu. Brasius sử dụng Sudogudo, một Pokemon hệ đá nhưng có hình dạng của một cái cây, và Sudogudo có Tera hệ cỏ, biến nó trở thành một Pokemon hệ cỏ ảo nhỉ. Giờ thì nó ra giá một cái cây rồi đấy. Coi bộ đánh game ở Paldia không hề dễ dàng như những vùng đất trước đó đâu nha. Các bạn còn nhớ Team Star ở trên chứ? Giờ chúng ta có Mela, một trong những thủ lĩnh của Team Star. Cụ thể, Mela là thủ lĩnh của đội Fire của Team Star, đội Sida. Là người xuất sắc nhất của đội, Mela có thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào và tất cả các vấn đề được giải quyết theo cách của cô ấy, mặc dù các phương pháp của cô ấy rất nặng tay. Mela để lại một ấn tượng mạnh mẽ và khó chịu, nhưng sự tận tâm kiên định của cô ấy làm cho cô có được sự tin tưởng của đồng đội. Lưu ý, đồng phục được các thành viên của Team Star mặc sẽ khác tùy thuộc vào phiên bản game mà bạn sở hữu. Pokemon Titan, nếu như ở Alola, chúng ta có Pokemon Totem, ở Hisui, chúng ta có Pokemon Alpha, ở Gala, chúng ta có Pokemon Dynamax, thì ở Paldia này, chúng ta lại có Pokemon Titan. Các bộ còn nhớ trước đây, tôi đã từng nói là ngoài có chuyện chính thì chúng ta còn có những tuyến chuyện phụ nữa không? Và một trong những tuyến chuyện phụ đó chính là tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh. À nhầm, tìm kiếm Heba Mythica. Heba Mythica là một loại thảo dược cực kỳ quý hiếm, chỉ có thể tìm thấy ở Paldia. Chúng được bảo vệ bởi Titan Pokemon. Đây là những Pokemon lớn hơn và mạnh hơn Pokemon thường rất nhiều. Điều này làm cho việc tìm kiếm Heba Mythica trở nên vô cùng khó khăn. Hơn thế nữa, một số Titan Pokemon này đã được nhìn thấy trong khu vực. Muốn lấy được hàng thì chỉ có cách là hạ các Titan Pokemon. Mà tại sao người chơi lại phải tìm kiếm Heba Mythica? Theo nghiên cứu của Aven về công thức nấu ăn lành mạnh cho Pokemon đã dẫn anh tìm kiếm một thành phần quý hiếm có tên gọi là Heba Mythica, được cho là có thể hồi trinh. À nhầm, tôi lại lộn kịch bản. Có tác dụng hồi phục sức khỏe ngay lập tức khi ăn. Vì Aven không giỏi trong chiến đấu Pokemon, anh ấy sẽ yêu cầu bạn giúp anh ấy và thậm chí sẽ đề nghị đãi bạn một số món ăn do tự tay anh ấy làm nếu hai người thành công trong việc có được những loại thảo dược quý hiếm. Và thế là chúng ta sẽ lên đường tìm kiếm Heba Mythica cùng với Aven. Tính năng mới Let's Go trong Pokemon Legend Arceus, người chơi có thể gọi Pokemon ra ngoài để check in đúng không? Nhưng giờ nó xưa rồi Diễm ơi, chúng ta có thể cho Pokemon ra ngoài. Không những thế, chúng còn có thể hoạt động độc lập mà không cần đến trainer. Cái này thì bắt đầu giống Alime rồi đấy. Khi cho Pokemon ra ngoài đi dạo cùng, bạn có thể sử dụng tính năng Let's Go để chỉ định Pokemon đến một địa điểm nào đó. Sau khi đã gửi Pokemon đến nơi chỉ định, chúng sẽ hoạt động một cách độc lập, tự đi nhận item trong khu vực và cũng tự chiến đấu với Pokemon hoang dã mà không cần trainer ra lệnh. Nghe ảo lòi. Auto Battle là một phương pháp chiến đấu mới. Từ tính năng Let's Go, Pokemon của bạn sẽ tự động chiến đấu với Pokemon hoang dã mà không cần hiệu lệnh từ trainer. Chúng sẽ chiến đấu với tất cả những Pokemon nào mà chúng thấy ở gần đó. Khi Pokemon của bạn đã ra ngoài và chiến đấu một cách tự động, bạn có thể tự do làm những việc riêng khác như tìm item ẩn. Pokemon đấu tự động vẫn nhận XP như bình thường. Đây phải nói là một kiểu chiến đấu cực kỳ thú vị, giúp các trainer tìm item cũng như bỏ ít thời gian hơn để trên Pokemon. Không biết là người chơi có thể cử đi cùng lúc bao nhiêu Pokemon, nếu được cả 6 thì ngon. Nhái Pokemon Team Gala. Đây, các bạn nghe đoạn này đi. Nghe quen chứ, đó là nhạc Battle của Gala, một bài nhạc phải nói là quá hay, quá nổi tiếng. Mỗi lần chiến đấu Pokemon là nhạc nó lại nổi lên, vừa thể hiện được sự hào hùng, cuồng nhiệt của trận đấu, vừa như tiếp thêm sức mạnh cho các trainer.
Thế nhưng giờ chúng ta có gì? Cũng là bài nhạc đó, nhưng biến tấu đi một chút. Thế là chúng ta lại có một cái nhạc battle mới, cạn lời với mấy ông game fix đã đạo nhái ý tưởng tạo Pokemon rồi. Giờ còn copy paste chính thứ mà họ đã từng tạo ra. Ăn mày quá khứ à? Mà thôi, khó quá bỏ qua đi. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.